Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng test tốc độ của em này nha. Đây bây giờ chúng ta sẽ trực tiếp nghe tiếng bô nha. Đây. Bạn lấy đây xe nhà nè. Đấy, bây giờ chở mấy chị em đi về ngoại. Đấy, các bạn lưu ý đây là xe nhà nha, không phải là xe dọn bán nha các bạn. Mua con này là yên tâm. Bây giờ tất cả gia đình đi về ngoại á. Con này hết Tết thì mới bán nha các bạn. Giờ còn Tết là còn chạy. Anh em nào coi cái đặt cọc là vứt chứ. Mà chẳng ben nó gục lên bên kia. Xong rồi. Tết cái này chơi hoành tráng luôn. Đây bây giờ chúng ta sẽ trực tiếp nghe tiếng bô nha. Đây. Bạn lấy đây xe nhà nè. Đấy, bây giờ chở mấy chị em đi về ngoại. Đấy, các bạn lưu ý đây là xe nhà nha, không phải là xe dọn bán nha các bạn. Mua con này là yên tâm. Bây giờ tất cả gia đình đi về ngoại á. Con này hết Tết thì mới bán nha các bạn. Giờ còn Tết là còn chạy. Anh em nào coi cái đặt cọc là vứt chứ. Rồi chẳng ben nó gục lên bên kia. Thank you.
xuống máy bay bay. Rồi. Xong rồi. Còn thương nhau nhé, xin quên đi. Tết trong này chơi hoành tráng luôn. Đây bây giờ chúng ta sẽ trực tiếp nghe tiếng bô nha. Đây. Bạn lấy đây xe nhà nè. Đấy, bây giờ chở mấy chị em đi về ngoại. Đấy, các bạn lưu ý đây là xe nhà nha, không phải là xe dọn bán nha các bạn. Mua con này là yên tâm. Tại vì tất cả gia đình đi về ngoại á. Con này hết Tết thì mới bán nha các bạn. Giờ còn Tết là còn chạy. Anh em nào coi cái đặt cọc là vứt chứ. Mà chẳng ben nó gục lên bên kia. Xong rồi. Còn thương nhau nhé, xin quên đi. Tết trong này chơi hoành tráng luôn.